Tuy nhiên liệu tình huống nó đẩy nào trực diện đến tư cách viên team Turtle hay không đây. Lợi thế về nhân sự bây giờ gần như đang cân bằng hoàn toàn. Cơ hội dành cho cả hai bên, nhưng quan trọng ai sẽ phải làm tốt hơn mà thôi. 3-3 bây giờ các thành viên team Aleo liệu rằng có tình huống muốn làm lương đắc lợi hay không đây. Câu trả lời là không rồi, Marcus được trả ra cho mình quả nết và vẫn đang giữ vị trí đẹp trên khu vực tầng 2 này. Nhưng các thành viên về tình huống vô địch rõ ràng là họ không muốn dừng lại tại đây, đang căn quả nết của mình đến từ vùng vô địch. Nhưng đó có phải là quả nết chính xác hay không đây? Quay ngược trở lại góc nhìn của Chu Pinky thì anh ấy đã knock đi được cái tên Marcus bằng một quả molotov rồi. Sẽ giã đồ lên để cố gắng hạ những thành viên phía đối phương, giảm bớt những thiệt hại mà nhân sự của tôi. Tìm thấy thêm một thành viên lớp nhiều đội hình, các thành viên Turtle chỉ còn lại duy nhất một người. Và Just Jack một tình huống bắn tốt hạ cũng như Chu Pinky thành công rồi. Các thành viên của team vô địch bây giờ họ đang chỉ còn lại một mình Captain của họ mà thôi. Nên tiếp tục được dội lên khu vực tầng 2. Nhưng có tìm về ai không? Phải đẩy lên tôi khi đối phương đang cố gắng cứu lại nhau rồi. Và hùng vô địch đẩy vào đây, tìm thấy một người, tìm thấy ai. Và team Turtle dừng lại vị trí top 16. Chính xác là Xỉu đang cố gắng cứu lại người đồ độ của mình. Đức Mỹ đẩy vào đây không cho Brazil một cơ hội nào để thở nữa cả. Vòng bó tiếp theo nó thủ ở đâu đây, nhưng tạm thời chúng ta đừng quan tâm điều đó vội. Mèo ú đã bắt đi được cái tên Zigu rồi và tài con vừa sống dậy là ăn thêm quả nết đến từ chàng Himat. Himat đã làm đồ tình huống này và hai cái tên bên phía đội của team Brazil đang phải đi một đầu gối rồi. Chỉ còn lại một mình anh chàng Devil thôi, một khoảng cách quá xa so với những người đồng đội, không thể nào có tình huống cover thành công. Và đồng đội của anh ta, chính xác là đội hình các thành viên team Zigu, cũng đã tìm ra được vị trí của Devil. Những quả đồ đang trả vào ép phạm vi di chuyển anh chàng này, một mình đơn thương độc mã chưa có điểm kill nào đến từ Devil cả. Liệu rằng anh ta sẽ phải làm gì đây? Rất khổ đến từ Delwyn khi mà anh ấy đang phải tận dụng toàn bộ địa hình mình có để có thể sinh tồn. Những câu trả lời đến từ Himat là không. Đức Hiếu vẫn còn sâu đây, nhưng một mình anh ta phải chống Mafia. Đối phương cứ liên tiếp giã đồ thôi. Những tình huống rip không khác gì Fast and Furious cả. Kẹt trong cái nhà vệ sinh này rồi, hở chân ra như quả nét vừa rồi. Đức Hiếu làm quả nét tốt, nhưng cuối cùng thì anh ta cũng không thể nào sinh tồn thành công, cố gắng kéo theo những người khác đi mà thôi. Team Unicorn dự bị top thứ 14 thì team Aleo cũng đi luôn top thứ 13. Ui dồi, Văn Nghị ơi, trách nhà không tẩy kỹ ơi từ vị trí của Văn Nghị. Nhưng thôi không sao, điều đó là sẽ là dễ hiểu thôi nếu chúng ta không có đầy đủ tầm nhìn. Và team Long Cà cái tên ra đi tiếp theo thì top thứ 12 thì cũng mà tàn thất liên tục refire qua là Smoke. Còn góc này của team Simon T nét vào knock out cả đôi, đó là Levit. Một tình huống trả đồ đã là quá hay. Nhưng liệu team Simon T có còn cơ hội cứu lại người đồng đội của mình nữa hay không đây? Nếu như team Levit còn những cái quả nét này molotov thì có vẻ như cái kết đến với team của Simon T cũng sẽ là sớm thôi. Nên tiếp tục nhồi vào, Simon T đang rất yếu máu rồi, thêm cả những tình huống tap từ phía bên ngoài và nữa Toby knock out tiếp. Và người đội trưởng Simon T còn một chấm máu đang rất nhấp nháy rồi. Khi mà team Levit đang đẩy lên thì cái kết cho team Simon T cũng sẽ là đến sớm thôi. Liên tiếp là những quả đồ dã dào, độ chính xác là rất cao, nhưng hơi đáng tiếc dành cho các thành viên team Levis khi mà người nẫm tay trên lại là anh chàng siêu phê. Quay ngồi trở lại với team Depsu, cuộc chiến họ với các thành viên team CVD vẫn chưa kết thúc khi mà Cao Việt Dũng đã là người đầu tiên nằm xuống rồi. Ở một góc khác, Dark Blue đã tìm được cái tên Depsu và Simon T hạ cũng lên nam si bằng một quả nét của mình, nhưng chưa thể nào confirm thành công. Vị trí ở bên khu vực bên high ground đang là đẹp dành cho đội hình các thành viên team CVD, nhưng họ đang chịu những cái tổn thất về người khi mà đồ liên tiếp được dã đầy. Hai đội tuyển đang quay vào, đôi bên đều đang có địch, họ phải đẩy ra chọn cái mình hướng mà thôi. Hướng họ chọn là team Desu, Best 1311, chính xác là Best 1311 tìm được tên Tiny. Nhưng còn đó là một người nữa, chính là Captain Desu. Họ lợi dụng khoảng thời gian này muốn đẩy lên, tay đang cầm cái cầu gì kia, rút cầu rival ra nhưng lại hết đạn rồi. Kịp thời hạ ông đến Best 1301 thành công, nhưng bây giờ là một mạng confirm ngay lập tức, hai mạng cùng dành cho Desu rồi. Nhưng không thể nào có mạng thứ ba, họ phải dừng lại vị trí thứ 11 sau một tình huống bắn tốt đến từ anh chàng nào đây. Tôi không thể nào kịp nhìn nữa, kill feed nhảy lên giật liên tục rồi. Nhang Bi tiếp tục làm cho mình thấy có double kill trong đội JL và ngay lập tức confirm được tên Huy Phú. Những combat xảy ra liên tiếp và chúng ta chỉ còn lại có 25 người mà thôi. Vâng, bò đồng ruộng và các team đơm nhau miệt mài. Nhang Bi đem về 5 kill, team JL còn lại một mình người đội trưởng. Và hy vọng JL sẽ có mình được cái... Ôi, quá tuyệt vời từ sấy vừa rồi luôn. Một vòng bó ôm về khu vực trung tâm mà rõ ràng là các đội tuyển họ sẽ cảm thấy tương đối khó khăn khi mà là người đến sau, vì rõ ràng những cái tên còn lại hoàn toàn có thể đứng lại khu vực viện bò và hạ gục họ một cách tương đối dễ dàng thôi. 8 team còn lại và xét về điểm kill của team Sorry bây giờ đang là 8, một cái phong độ rất hủy diệt cho trận đấu này. Vừa rồi thì Jun knock out thêm vị trí của Việt Thanh và đó sẽ là cơ hội để có cho mình thêm một điểm hạ gục nữa. Còn với team Samanty đó là cái kết dành cho top thứ 8. Và xét về mặt tổng quan thì đây là team mà có thể sẽ nhận được cho mình rất nhiều những lợi thế về sau, và team Glory có thể sẽ nhận được cái top 1 trong trận thiếu này nếu như họ giữ vững được cho mình cái đội hình với đầy đủ cả 4 người cũng như với một cái phong cách chơi chiến đến như thế. Còn với team của Jigu, hai thành viên còn lại thôi, cơ hội không còn là quá nhiều, nhưng cái cách bọn Focus và team CSC molotov thả vào trong nhà vệ sinh một cái cách bọn nó thiếu nó tất cả nhiên với team CSC, nhưng Himat chậm mất rồi, thì sư Mỹ đẩy ra phía ngoài nhà. Đức Mỹ còn một mình drive by qua cửa xe, nhưng bây giờ thì đối phương nằm xuống trước đó rồi, buộc phải
bỏ lại khu vực này. Ơ, team CD vẫn còn vì những siêu phi. Tức Mỹ vẫn sẽ còn một cái đối tượng đã để gạt vào. Nhưng bây giờ thêm cả team Glory bắn sàng. Thì đó là cái kết cho một team thiếu nữa. Và ta sẽ còn lại 4 team thôi. Khi mà vừa rồi lần lượt đến tận 2 đến 3 team đã phải dừng cuộc chơi. Something else sẽ sớm thôi trả những quả đồ của mình vào. Và khi mà Hải Quân Liên đẩy ra ngoài, anh ý hoàn toàn có khả năng phải nằm xuống. Bây giờ đặt AKM đã phải nằm xuống họng xung quanh chàng Jun. Glory ngay lập tức kết thúc đi Hải Quân Liên thành công một ép các thành viên team mèo ú phải dừng lại vị trí thứ 3. Nhìn thấy thêm được một cái chỏm đầu nữa rồi đến từ Jun, nhưng tạm thời chưa thể nào nốc điều đối phương thành công. 12 kill về với team Glory và con số này sẽ còn gia tăng tiếp khi mà có được mạng wide soul gì, và thậm chí họ đẹp luôn về cái top 1 trong trận thiếu này. Một cái top 1 mở màn cho ngày thiếu thứ 2.